Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian qua, huyện Mường Lát đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời, xây dựng lộ trình thực hiện nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030. Pù Nhi là xã vùng cao của huyện Mường Lát, có 15 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Trên địa bàn có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 70%. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã chiếm trên 51%. Thực hiện nghị quyết 11 của Ban thường vụ tỉnh ủy, xã Pù Nhi đang tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân nhằm thay đổi tư duy trông chờ ỉ lại, nâng cao tinh thần tự giác, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế. Đến nay, xã đang quy hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi các loại cây trồng vật nuôi có hiệu quả để áp dụng vào sản xuất, đồng thời ra soát các công trình hạ tầng thiết yếu cần đầu tư nhằm nhanh chóng thay đổi diện mạo của địa phương. Về cái cơ sở hạ tầng thì đến thời điểm bây giờ là xã Bù Nhi đã tiến hành ra soát 38 cái công trình liên quan đến cái cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Để trong đó là có các cái đường liên bản, đường nội bản và đường nội đồng. Thì đối với các cái công trình này thì lượng kinh phí nó rất lớn. Nó liên quan đến cái công tác xã hội hóa của xã thì nó cực khó. Chính vì vậy cho nên là rất là cần được cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của tỉnh. Còn về cái phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo thì hiện tại là đối với xã Bù Nhi cũng đã tiến hành giả soát những cái tiềm năng lợi thế của xã về trồng trọt và chăn nuôi thì hướng tới là bám vào cái thổ nhưỡng cũng như khí hậu cũng như là đặc thù của từng bản và phát triển kinh tế tại địa phương. Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát xác định giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 10%, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 7% trở lên. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt trên 25 triệu đồng, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn không tính quốc lộ và tỉnh lộ được cứng hóa đạt 75% trở lên. Có hai xã và có thêm 20 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn không tính quốc lộ và tỉnh lộ được cứng hóa đạt 100%. Có 7 trên 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt nông thôn mới nâng cao, hai bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên đến năm 2045, kinh tế xã hội, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt mức bình quân của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đề ra, thời gian qua, ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện một cách bài bản đồng bộ, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự lan tỏa đến đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, từ đó giúp người dân thay đổi nhận thức, cách làm, chuyển từ tập quán sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, chủ động tích cực, phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua đó, người dân hiểu được mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết đối với sự phát triển của địa phương, nhận thức rõ hơn trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị, đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Cũng là được thu hoạch 2 năm hoa quả thì gia đình cũng tạm lỡ bớt vả tí cây trồng cây cam này thì rất phù hợp vì trên này là không khí nó tốt, không ảnh hưởng đến nắng quá. Cũng như nhiều người dân khác, sau khi được tuyên truyền thực hiện nghị quyết 11 của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển kinh tế, gia đình Anh Lương Văn Lương ở Bản Cang, xã Mường Chanh đã mạnh dạn chuyển đổi gần một hecta cây trồng giá trị thấp sang trồng các loại cây ăn quả. Anh Lương cho biết, việc chuyển đổi này không chỉ giúp gia đình thay đổi tập quán canh tác, nâng cao thu nhập và đời sống mà còn đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới. Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ các xã khác với lại các huyện bạn thì cũng muốn phát triển kinh tế gia đình thì thấy trồng cam cũng mang lại hiệu quả khi hậu với thổ nhưỡng ở đất trên đây thì cũng nói chung là cũng phù hợp trồng cam. Những mang lại kinh tế hiệu quả cho gia đình mà ở đây là còn bảo vệ được đường vành đai biên giới. Bám sát mục tiêu của nghị quyết, huyện Mường Lát đã ra soát, cập nhật bổ sung điều chỉnh các quy hoạch theo mục tiêu định hướng phát triển của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai và các yếu tố thuận lợi, đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, hình thành các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực, thu hút và phát triển hợp lý công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, có phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động mở rộng dịch vụ thương mại nhằm thúc đẩy giao thương hàng hóa, cung cấp vật tư hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của người dân. Huy động đa dạng các nguồn lực bao gồm nguồn vốn của trung ương, của tỉnh, của huyện và nguồn xã hội hóa để tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Trong đó, thực hiện lồng ghép, tập trung vốn và các nguồn lực để đầu tư dứt điểm từng công trình, từng dự án sớm phát huy hiệu quả. Ưu tiên hoàn thiện các tuyến đường đang đầu tư dở dang, các tuyến đường liên bản, kết nối liên xã, liên huyện và tỉnh hoài để tạo hành lang mới cho sự phát triển, quan tâm đầu tư cho các xã, khu vực đặc biệt khó khăn, tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi, hạ tầng giáo dục, y tế, đầu tư cho 18 bản chưa có công trình nước sinh hoạt, 15 bản chưa có điện lưới quốc gia. Trong cái việc phát triển kinh tế, xã hội, công tác so đói giảm nghèo, xã đang tập trung cho cái việc giả soát quy hoạch đất đai để chuyển đổi một số cái diện tích kém hiệu quả sang trồng các cái cây ăn quả, các cái cây có giá trị kinh tế cao. Tiếp đó, thì trong cái việc tổ chức tuyên truyền tới đồng bào và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã thay đổi cái phương thức tập quán canh tác lâu nay kém hiệu quả để chuyển đổi và đưa khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất góp phần nâng cao cái giá trị sản phẩm và nâng cao cái đời sống và vật chất và tinh thần của nhân dân. Để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát đã phối hợp triển khai thực hiện 16 chương trình tín dụng trên địa bàn. Đến nay, tổng dư nợ đạt gần 260 tỷ đồng, giải quyết cho trên 5.180 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả cho Mường Lát trong thời gian tới chúng tôi sẽ cùng với uh, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp để các tổ chức chính trị xã hội để tiếp tục ra soát và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để tiếp cận nhanh chóng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách của chính phủ này để yên tâm phát triển kinh tế để tạo việc làm tôi sẵn uh, sàng chuẩn bị và đáp ứng uh, đầy đủ cái nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nếu có nhu cầu về vốn huyện Mường Lát đang tích cực phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh để thực hiện các chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn, đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của địa phương đơn vị mình. Trong đó, lựa chọn những công việc trọng tâm trọng điểm để làm, phân công cán bộ theo dõi đôn đốc kiểm tra việc triển khai nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mới trong quá trình thực hiện. Cái nút thắt trong cái phát triển kinh tế xã hội của huyện đó là cái trông chờ ý lại vào cấp trên và trông chờ ý lại vào các chế độ chính sách của nhà nước. Thì bây giờ là cái nút thắt đó thì trong nghị quyết 11 sẽ đưa ra các cái nhiệm vụ giải pháp và xác định huyện xác định là cái phần nào, nội dung nào, nhiệm vụ nào của huyện phải thực hiện để chúng tôi xác định rõ và cái nào mà có cái sự phối hợp của các sở ban ngành các tỉnh chúng tôi sẽ phối hợp để thực hiện và thao, thao gỡ trong cái thời gian tới. Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là luồng gió mới giúp huyện Mường Lát có hướng đi với những cơ chế chính sách rõ ràng nhằm thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững. Cùng với sự quan tâm của tỉnh, huyện Mường Lát cần chủ động vận dụng, phát huy những cơ chế chính sách một cách tốt nhất nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương có phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn